Xuống đường phố. Không thể tin được sáng sớm hôm nay các nhà hoạt động đã tiến hành một cuộc biểu tình để nâng cao nhận thức về liên kết giữa bùng nổ của COVID-19 và ăn động vật. Chúc mừng sự kiện khoảng 20 nhà hoạt động lần đầu tiên đến một sân bay bị bỏ hoang mang tên là Tempelhofer Field và sau đó đi đến Berliner Jon nơi họ đã dăng những biểu ngữ và phát biểu. Họ đi qua các đường phố và đi tàu điện ngầm mặc bộ đồ hát mặt và mặt nạ, mang dấu hiệu để thức tỉnh công chúng. Hãy ăn CHAI để ngăn chặn việc bùng nổ dịch bệnh trong tương lai, để bảo vệ bản thân và hành tinh của chúng ta. Ha ha ha, 问什么的说。